Rồi, ta xét câu định phân dạng bảng tiếp theo. Chúng ta sẽ xét thời gian tj. Ở thời gian tj thì đồng 2 cộng chắc chắn là định phân. Nhận 2 nó trong thành kim loại là đồng. Đó. Còn ở thời gian, còn ở anode là cực dương thì clo trừ sẽ cho đi electron thành khí clo. Rồi, chúng ta sẽ có như vậy. À, tiếp theo, ta xét thời gian gian 2 tê giây. Thì chú ý ở thời gian 2 tê giây là cái lượng Al2O3 hòa tan là 0 gam, có nghĩa là môi trường trung tính này. Không có H cộng, không có OH trừ. Điều đó đồng nghĩa với việc là đồng 2 cộng bên cathode sẽ điện phân hết. À, đồng 2 cộng này hết. Và cái H cộng này cũng sẽ hết luôn, để hết môi trường axit, nghĩa là 2H cộng sẽ hòa tan trong hai nhận hai electron thành khí hydro. Vì là môi trường trung tính nên ở bên anode lúc này nó cũng chỉ có một quá trình là clo trừ cho đi electron thành khí clo thôi, chưa có nước bị điện phân thì sinh ra môi trường axit ở bên này. Rồi. Thì đây ta cũng đưa ra một giả sử giống như câu câu trước, à, là đưa ra một cái giả sử này. Là tại thời gian tê giây này, cái lượng Al2O3 hòa tan ở đây là 0,08 mol này. Tất nhiên 0,08 mol Al2O3 hòa tan ở đây là chỉ hòa tan trong môi trường axit thôi. Vẫn là giả sử là H cộng chưa điện phân. Chưa điện phân. Nghĩa là thời gian tê giây này nè là H cộng chưa có bị điện phân nha các bạn nhé. Thì xem là cái dự kiện này nó có hợp lý hay không. Chúng ta sẽ có Al2O3 này hòa tan trong 6H cộng. Thì lượng Al2O3 là 0,08, như vậy lượng H cộng của chúng ta sẽ bị hòa tan là 0,48 và bằng 2y. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ giải y này bằng 0,24. 0,24 mol. Thì liệu là cái 0, y bằng 0,24 này nó có hợp lý hay không? Thì ta sẽ thay vào cái thời gian 2t này. Với H cộng là 2y, nghĩa là 0,48. H cộng 2y là 0,48 mol. Vậy thì cái lượng hydro sinh ra chỗ này là 0,24. 0,24 mol. 0,24 mol, đúng chưa? Mà tổng số mol khí ở thời gian 2t giây là 0,8, là 0,8, như bạn lấy 0,8 này trừ đi 0,24 thì cái lượng clo của chúng ta đây sẽ là 0,56. Clo đây 0,56 mol. Vậy chúng ta sẽ suy ra cái clo khi thời gian t giây bằng một nửa clo ở thời gian 2t giây. Đó, nó là 0,28. 0,28 vậy là vô lý. Vô lý, chúng ta thấy này. Nếu H cộng chưa bị điện phân, có nghĩa là không có khí hydro ở sinh ra ở chỗ này. Đó, khí chúng ta chỉ có mỗi khí clo ở đây thôi mà chúng ta giải là 0,28 mol, mà trong khi đó đề chúng ta có tới 0,32 mol. Như vậy là cái giả sử mà H cộng chưa bị điện phân ở đây là sai, đúng chưa? Là sai rồi, là cái lượng này chúng ta giả thử là bị sai. Như vậy cái lập luận đúng như vậy thì là cái H cộng sẽ bị điện phân ở thời gian t giây này rồi các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp theo. Vậy như vậy là H cộng ở thời gian t giây là H cộng đã bị điện phân rồi. Nên chúng ta sẽ viết lại. Chúng ta sẽ viết lại. Như vậy ở thời gian t giây, ở thời gian t giây này ở cathode có hai quá trình là đồng 2 cộng nhận hai electron thành kim loại là đồng. Và H cộng đã bị điện phân ở đây rồi. H cộng đã bị điện phân ở đây tạo một lượng khí hydro và cái lượng H cộng còn lại mới dùng để hòa tan Al2O3. À, thì ở cái giai đoạn tê giây này chúng ta sẽ hiểu như sau, nghĩa là H cộng đã điện phân. Đã điện phân. Lượng H cộng để còn lại để hòa tan Al2O3. Tất nhiên lượng H cộng còn lại sẽ vẫn là 0,48 mol các bạn. Thì lượng Al2O3 hòa tan là 0,08 mà. Đấy, thì H cộng là 0,48. Vậy thì cái lượng H cộng đã bị điện phân, cái lượng H cộng đã bị điện phân này là bao nhiêu? Là lấy lượng H cộng ban đầu là 2y. Đã, lượng H cộng ban đầu là 2y. Đó, chúng ta trừ đi cái lượng H cộng còn dư 0,48. Và đây là cái lượng H cộng đã bị điện phân. Đó, vậy cái lượng hydro của chúng ta đây sẽ là y này trừ 0,24. Y trừ 0,24 mol. Và chúng ta sẽ có được là tổng số mol khí sinh ra ở hai điện cực là 0,32. Vậy chúng ta lấy 0,32 tổng số mol khí này trừ đi hydro ở đây, có nghĩa là trừ cho y trừ 0,24. Vì cái lượng clo ở đây nó sẽ là 0,56.
0,56 trừ cho y mol, đúng chưa? 0,56 trừ cho y mol thì đó là cái quá trình xảy ra thời gian t giây. Thì sau đây là thể xét thời gian là 2t. Tất nhiên thời gian 2t thì nó phải cố định rồi, có nghĩa là đồng 2 cộng sẽ nhận hết electron thành đồng. H cộng ở đây sẽ phải nhận hết để thành khí hydro. Đó, tại vì là y 2 y mol này đó, là bắt buộc nó phải hết nha các bạn. Nó phải hết để là môi trường của chúng ta sẽ phải là môi trường trung tính đấy, H cộng phải hết. Và bên này thì cũng chỉ có Cl trừ cho đi 2 electron thành khí clo thôi. Đó, chỉ có như vậy. Thì là bắt buộc là thời gian t giây, 2 t giây là môi trường trung tính mà. Là pH bằng 7 để không có hòa tan Al2O3. Được chưa? Với thời gian 2 t giây thì tổng số mol khí là 0,8. Tổng số mol khí là 0,8 thì các bạn trừ đi nhá. Khí hydro sinh ra ở chỗ này là y mol. Vậy thì cái lượng hydro chúng clo bên này sẽ là 0,8. 0,8 các bạn trừ cho y, đúng không? 0,8 trừ cho y. Như vậy thì ta sẽ có một cái phương trình đó là lượng clo ở thời gian 2 t giây gấp 2 lần lượng clo sinh ra ở thời gian t giây, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ suy được cái phương trình là 0,8 trừ cho y thì phải gấp 2 lần lượng clo sinh ra ở thời gian t giây. Đó, thì từ đây các bạn sẽ giải được y rồi này. Các bạn sẽ có y bằng h 0,32 mol, rồi chúng ta sẽ có một giá trị của y rồi. Ngoài ra thì ở ở cái vị trí này chúng ta sẽ có số mol electron. Chúng ta sẽ nhân 2 lần, ở đây sẽ là 2 của 1,6 đúng không? Trừ cho 2y là số mol E ở chỗ này. Đấy, chúng ta bảo toàn đồng là x mol đúng không? Cái này là 2x. Số mol E này là 2y. Vậy là bảo toàn electron thì chúng ta sẽ có được là 2x cộng cho 2y bằng 1,6 trừ cho 2y. Đó, và bạn thay y bằng 0,32 vào thì bạn sẽ bấm được x bằng 0,16. Đó, như vậy là từ cái t và 2t là chúng ta sẽ giải được x và y rồi. Đấy, đã là x và y ở giai đoạn đó rồi. Và còn cái cuối cùng đó là thời gian chúng ta xét tại 3t. Thì 3t giây thì chúng ta không cần vẽ sơ đồ điện phân mà chúng ta chỉ xét là dung dịch sau thôi. Cái dung dịch sau cùng ấy, cái dung dịch sau cùng của chúng ta là sau khi đã hòa tan Al2O3 rồi. Thì cái dung dịch sau cùng của chúng ta là cái gì? Thì nó sẽ gồm còn Na cộng này. Nó không có điện phân, nó vẫn giữ nguyên là Z mol. Chúng ta có gốc sulfat SO42 trừ thì tổng số mol này là x cộng y. Đó, x cộng y. X 0,16 y 0,32 là tổng là 0,48. Và ngoài ra thì sau khi hòa tan Al2O3 thì gốc cuối cùng là aluminat. Al2O3 có số mol là 0,08. Vậy thì aluminat sẽ là 0,16. Thì từ đó các bạn áp dụng định luật bảo toàn điện tích ha, chúng ta sẽ bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích. Đó, thì các bạn sẽ suy được cái Z này từ cái dung dịch sau phản ứng thì sẽ bằng 0,48 các bạn nhân cho 2 và cộng thêm 0,16 nữa. 0,48, 0,48 các bạn nhân 2 cộng cho 0,16. Nó sẽ ra 1.112. 1.12. Như vậy là ta đã có Z là 1.12 bằng định luật bảo toàn điện tích. Có X ở đây 0,16 và có Y ở đây là 0,32, ta cộng là hết lại các bạn nha. Cộng 0,32 cộng cho 0,16 và bằng 1.6. Nên đáp án của chúng ta sẽ là câu B các bạn nha. Rồi kết thúc câu điện phân dạng bảng thứ hai các bạn nha.